Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc tại huyện Yên Châu nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án trụ sở làm việc công an huyện Yên Châu được quy hoạch tại khu đất thuộc bản Nghè, xã Sập Bạt với diện tích trên 2,6 ha và dự án nhà máy gạch Tuyên Yên Châu được quy hoạch tại bản Bát, xã Sập Bạt với quy mô trên 2,2 ha. Cả hai dự án đã có trong quy hoạch sử dụng đất tới năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, nguồn vốn đề nghị cấp cho dự án lớn vượt quá khả năng cân đối của huyện. Hiện các mỏ đất dự kiến trên địa bàn huyện chưa được phê duyệt nên khó khăn trong việc khai thác đất san nền, tạo mặt bằng cho các dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh, việc điều chỉnh thực hiện các dự án nhằm thay đổi diện mạo mới của huyện theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Châu giai đoạn 2015-2025, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu giai đoạn 2020-2025. Huyện Yên Châu cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, tiếp tục rà soát công tác quy hoạch, đảm bảo tính khả thi các dự án và quy hoạch đô thị huyện, tập trung hoàn thiện thủ tục thực hiện đấu giá các mỏ đất trên địa bàn, tăng cường công tác phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan đến công tác quy hoạch và đấu giá, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ.